từ thắp đèn cầu khấn người con. Bà xin cho mấy đứa em hãy còn ở trong núi rừng anh dẫn về cho. Sống một ngày kia ba lá tình thư nói con bây giờ đường xa cách trở. Vậy xin kính thờ đôi chữ bình an, thương con bao tình đem ba tấm hình. Ba thề nguyện dâng con mình cho nước, thân con lưu lạc mẹ xin phó mặc. Đời con muốn đặt tổ quốc ở trên, thứ rằng mẹ xin thành mẹ Việt Nam. Có con xa trường chỉ mong ước rằng ngày sau nước còn công ấy nhờ con.